Trường Sa là quần đảo nằm ở phía nam Biển Đông, cách vịnh Cam Ranh 480 km. Quần đảo được chia thành 8 cụm lớn với vô số những đảo. Huyền Trang là quán quân cuộc thi tìm kiếm tài năng MC nhí có chủ đề Biển đảo quê hương diễn ra từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2018. Nhờ khả năng dẫn chuyện tự tin, lưu loát và nội dung ý nghĩa, Huyền Trang đã vượt qua hàng trăm thí sinh trên cả nước để đăng quang. Giải của chủ đề Biển đảo quê hương của Vietskill thì con đã rút ra được rất là nhiều các kinh nghiệm và con nghĩ là con cần phải cố gắng học hỏi thêm nhiều hơn nữa, cố gắng rèn luyện bản thân mình để theo đuổi được ước mơ để trở thành một MC chuyên nghiệp và tài năng ạ. Cuộc thi tìm kiếm tài năng MC nhí được Vietskill tổ chức từ năm 2012 với sự tham gia của đông đảo thí sinh từ 5 đến 15 tuổi. Mỗi cuộc thi, ban tổ chức sẽ lựa chọn ra các chủ đề khác nhau để thử thách thí sinh. Là một MC thành công thì họ phải tự tin trước công chúng và họ có thể truyền năng lượng của mình đến tất cả mọi người. Thực sự thì trước khi vào Vietskill em là một cô bé thì nói thật là rất là nhút nhát và không dám nói nhiều trước công chúng. Nhưng thực sự khi mà được vào Vietskill, được trau dồi, được các cô chú huấn luyện cho những kỹ năng thì em đã mạnh dạn, tự tin hơn và có thể thuyết trình được trước đám đông ạ. Mình là phụ huynh của em Nguyễn Dương Bảo Ngọc. Dạ, sau khi thi xong thì bạn ấy ra xã hội tự tin hơn rất là nhiều và bạn ấy trưởng thành hơn. Cũng nhờ cuộc thi này mà bạn ấy đã được giới thiệu và được làm MC nhí của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Theo MC Thanh Mai, giáo dục kỹ năng sống có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh. Trí thông minh, sự hiểu biết cộng thêm cách ứng xử, giao tiếp sẽ quyết định đến sự thành công của trẻ. Chị hy vọng cuộc thi tìm kiếm tài năng MC nhí sẽ giúp các em khẳng định được bản thân, từ đó phát hiện, đào tạo những bạn nhỏ có năng khiếu. Trong 7 năm qua thì tôi có 3 hình thức thi MC nhí. Trong 5 năm đầu thì tôi thi trực tiếp tại sân khấu, có nghĩa là các con sẽ thi trên sân khấu lớn của nhà hát lớn. Đến năm 2016 thì tôi lựa chọn cách thức là thi trên truyền hình và cái format đó là format ngôi sao MC nhí. Và hình thức thứ ba đó là năm nay, năm 2018 thì tôi có tổ chức hình thức thi online. Tôi nghĩ rằng thực sự là một sân chơi bổ ích, sân chơi đấy là một sân chơi để các con có thể rèn luyện kỹ năng tốt hơn. Suốt hành trình 7 năm, qua cuộc thi tìm kiếm tài năng MC nhí, Vietskill đã ươm mầm cho nhiều MC tài năng ở các đài truyền hình trong nước.